Những ngày qua, câu chuyện về một người đàn ông chạy xích lô ở thành phố Hồ Chí Minh bị cảnh sát giao thông tịch thu xe vì vi phạm luật, sau đó lại được chính cảnh sát giao thông quyên góp 4 triệu đồng để ông mua một chiếc xe máy cũ chạy xe ôm đang được nhiều người chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện này, phóng viên báo Người Lao Động đã tìm đến trụ sở đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng tôi được gặp trực tiếp chú Bình, người đàn ông bị tịch thu xích lô. Chú Bình năm nay 47 tuổi, bị thất lạc gia đình từ nhỏ, được một người ở Tiền Giang nhận nuôi. Những năm 1980, chú Bình cùng vợ con dìu dắt nhau lên Sài Gòn kiếm sống, từ đó bén duyên với nghề đạp xích lô. Nhưng nhiều năm qua, chú Bình không còn ở cùng vợ con, cũng không có nhà cửa mà sống lang thang ngoài đường. Thứ duy nhất cùng chú mưu sinh là chiếc xích lô cũ. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã cấm xích lô hoạt động trong khu vực quận 1, trừ các xích lô tham gia nghiệp đoàn, tài xế có đồng phục. Thế nên khi cảnh sát giao thông thực hiện chuyên đề xử lý các trường hợp chạy xích lô vào khu vực cấm ở đoạn đường Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh thì phát hiện chú Bình đậu xe dưới lòng đường nên lập biên bản xử phạt. Chú nghe tin là báo đăng mấy người làm bậy, rồi chú sợ chú bỏ chú vô quận 5 được 2 ngày, cái ngày sau cái chú nhớ ngoài này cái chú chạy ra thì chú mới ghé chợ Thái Bình mua hộ mày. Như là cha nước xong tính định mua rồi vô chỗ nghỉ trưa luôn, tại nghỉ giấc trưa rồi không có sao, rốt cuộc bị bắt cái là đứng hồn luôn, hết hồn, cái la chết rồi mất cái nhà là chỗ đó này chỗ đó bạn ở, buồn quá. Chiếc xích lô bị tịch thu đồng nghĩa phương tiện mưu sinh duy nhất không còn. Chú Bình đã bật khóc tại trụ sở cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1. Nghe hoàn cảnh của chú, vậy là cán bộ chiến sĩ ở đây đã cùng nhau quyên góp mỗi người một ít tiền, cộng lại cũng được 4 triệu để chú Bình mua xe máy chuyển đổi nghề nghiệp. Xin mấy anh thì bắt đầu anh ta không có giải quyết được, nhưng mà bây giờ quyên góp cái số tiền này để hỗ trợ cho anh mua chiếc xe Honda, chú mua xe Honda giải chuyển nghề gì đó. Rồi cái đó mua, cái ngày mua được cái mừng quá, là tối rồi, lúc có 6 giờ rồi. Qua sáng trưa ngày mai tôi đang đậu chạy xe thì gặp mấy anh đi làm việc, tôi qua mừng quá, tôi qua tôi khoe. Chứ để xài tiền nát là không có chiếc xe kỳ lắm. Mình suy nghĩ vậy á, cái chạy qua khoe thì anh mừng, anh nó có mua xe, có giấy tờ rồi này kia rồi, nó có. Rồi cho tôi gửi lời thăm các anh em với mấy chú rồi trong đội rồi này kia cho tôi cảm ơn rất nhiều. Nhắc lại câu chuyện giúp đỡ chú Bình, chú ý đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 Phạm Lê Thành Đức vẫn không quên được cảm xúc ngày chú Bình chạy đến khoa chiếc xe mình vừa mua được từ số tiền khách hàng góp. Cái ngày lập biên bản là hôm thứ tư, thì hôm thứ sáu là anh em đi làm tiếp, thì chú đưa cái giấy vào ngày thứ năm là chú mua được cái xe. Chú mua cái xe vào ngày thứ năm. Chú khoe là tôi mới mua xe nè, giá được 4 triệu đồng mua xe, rồi mua thêm cái nón 70 ngàn nữa để chở khách đi. Đó, chú khoe như vậy, nói chung chú vui mừng lắm. Lúc đó anh em cũng vui mừng, tại vì biết rằng mình đã giúp có ích, mình giúp được cái việc có ích của mình là đã tạo một cái điều tốt cho chú. Từ hôm mua xe mới, ban đêm chú Bình hay đậu trước cổng trường tiểu học Bùi Thị Xuân ngủ. Trước đây ngủ trên xích lô nằm không lưng, giờ nằm trên xe máy để thẳng lưng ra nên chưa quen lắm. Còn khi được hỏi về việc hiểu của gia nhập xe ôm công nghệ, chú Bình nói không thể vì bản thân không biết chữ, cũng không có điện thoại thông minh. Nên thời gian tới, ngoài chạy xe ôm, chú sẽ bán thêm khoảng 200 tờ vé số mỗi ngày. Không biết chữ mà nó nổi lên rồi sao đọc được, không biết đi đâu. Thà là người ta nói, người ta như đang đậu xe vậy, người ta kêu à cái đường, được bất cứ con đường nào chú cũng biết hết á. Quận nào cũng biết hết á. Tại vì chạy xe này lâu rồi mà nhớ thuộc lòng không à. Còn bây giờ biểu đọc qua chữ đâu có đọc được. Bởi vì nhiều người khách đi người ta đưa cái cạc, mình phải nhờ người ta đọc. Tại vì lúc mà vừa có chiếc xe, chú nghĩ xe ôm bây giờ rất là nhiều. Chú nghĩ là không đủ kiếm tiền được, thêm nhiều rồi, vượt chi tiêu được. Chú mới qua, ngã qua chứ cái đầu chú nghĩ qua, thôi bây giờ đi kiếm cái ông bạn với số. Cái bữa đó ổng cho số, chú xin số, ổng tôi nói nếu mà khó khăn quá, có thể tôi bán 1-200 tờ thêm mà tôi chạy xe ôm dậm thêm được không? Ổng nói được. Thì tôi nói ổng cho số điện thoại đi, có gì tôi đối đế lắm tôi gọi ổng. Tôi lấy giấy số ổng tôi đi bán thêm. Mấy ngày nay, chú Bình kiếm được khoảng 200 ngàn đồng mỗi ngày từ việc chạy xe ôm. Công việc đỡ vất vả hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ cái số lô cũ. Chú
nói chiếc xích lô trước giờ như vợ của mình, đi tắm giặt, rửa lang thang đều có nó bên cạnh. Nhưng giờ mua xe máy rồi thì xem xe máy như vợ hai của mình, cùng bắt đầu những ngày tháng mưu sinh bằng công việc đó.